Hôm nay cái thằng thám tử lùng đó, nó lên nó nói á, là mật ong của nó đó là ngọt nhất thế giới. Ê, tao nói mày nghe nè, thám tử lùng mật ong của mày đó, mày bỏ cái quần què gì mà nó ngọt nhất thế giới gì má. Mật ong mà ngọt nhất thế giới nữa, nó kêu quá, nó bán cái gì á cũng chất lượng nhất thế giới, còn đồ của người ta là nó cho đồ bỏ không à, còn đồ của nó là ok la nhất thế giới. Mà ví dụ như anh ta nói mật ong nó chất lượng hay nó thơm hay nó thế này đi thế nọ đi, nó kêu là mật ong của nó ngọt nhất thế giới, không biết là mật ong gì nữa mà giá 400.000, giá 400.000 ngọt nhất thế giới. Mày bỏ cái gì vô vậy hả? Mày bỏ cái gì vô vậy? Mày bỏ cái quần què gì mà nó ngọt nhất thế giới vậy? Thám tử lùng đề nghị mấy cái má nào mà từng mua mật ong của nó nè, đi 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 khám liền nha, đi khám đi xét nghiệm liền á, đi xét nghiệm đường liền á, coi chừng á hả, có khi nào hả mình bị không 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 nó nghe. Mấy cái má nào mà đã từng mua mật ong của nó đó, bây giờ là lo đi khám đi, lo đi xét nghiệm rồi đi, không thôi đó hả là chuyển qua giai đoạn khác là mệt nha, phát hiện sớm là mới mới được nha mọi người nha. Trời ơi là trời, mày á, mày bán thì mày kêu á hả là đồ của mày là đồ chất lượng, còn đồ của người ta đồ bỏ, hàng là tồn kho, hàng hết đát, còn của mày nó ok la dữ chưa. Mày lúc nào mày cũng chê người ta bán mắc hết trơn á, còn mày bán rẻ quá he, mày bán rẻ quá. Đông trùng hạ thảo á thì hình như á là giá gốc nó có 1 triệu 4, 1 triệu 5 hay gì hả, hay là 1 triệu 1, 1 triệu 2 gì hả, nó quất cho người ta 2 triệu rưỡi mà nó kêu nó bán rẻ. Rồi nó kêu á là tất cả tiền á nó bán á nó không có quan trọng, tiền ở đi làm từ thiện hết, nó giúp bà con nghèo hết, nó xây nhà hết. Vậy mày lên là bán chi cho nó mệt vậy? Mày lên là bán chi cho nó mệt vậy thám tử lùng? Mà dạo gần đây á mày live stream thì ít mà bán hàng thì nhiều, ghim cái số điện thoại vô rồi xong rồi bán hàng hả? Mày biết làm sao không? Tại vì á, thứ nhất là dạo này á, cái view của mày nó tụt quá, tại vì ai mà nghe mày nữa? Không, bây giờ đâu có ai mà thèm nghe mày nữa. Hồi trước mày ủng hộ Hồng Loan rồi thì người ta còn vô người ta nghe, còn bây giờ đâu có ai nghe cho nên view bị tụt. Cái vấn đề tiếp theo là bây giờ đâu có ai mà cho mày tiền, đâu có ai mà quyên góp rồi cho mày nữa. Hồi trước hả mày kêu mày xây nhà xây ơ rồi thì người ta thấy mày ủng hộ Hồng Loan, người ta tưởng đâu mày người tốt cho nên người ta mới quyên góp rồi cho mày. Cho nên là bây giờ là ai đâu mà quyên góp, cho nên là mày giờ mày phải tích cực mày bán hàng đúng không? Tại vì view đã không có, tiền YouTube thì không có, mà thì thêm tiền mà người ta không có quyên góp cho mày nữa. Cho nên là bây giờ mày phải bán hàng chứ sao đúng không? Trời ơi là trời, bán hàng thì nói đại bán hàng đi. Bán hàng thì ví dụ như người ta nói cái tiền lời đó người ta chích một phần nào đó, mà mày là coi chừng mày không có chích đồng nào luôn đó, thì người ta nói người ta chích 5%, 10% đi đi làm từ thiện đâu mày không, tôi bán hàng hả lợi nhuận đi làm từ thiện hết, đi làm từ thiện hết, đi làm từ thiện hết vậy rồi lên bán chi cho má. Mà lên bán chi cho nó mệt vậy, gói hàng rồi này nọ đừng chi cho mệt với má mày. Cái miệng của mày lúc nào cũng lời có 20 hả, lời có 20 hả, 20 hả, đi làm từ thiện. Trời ơi, 20 mà phi ship nữa, 20 mà phi ship đẹp cho mày lỗ lồi lờ hay gì má. Trời ơi mày bán quá trời quá đất cái miệng mày. Cái gì của nó cũng là tốt nhất hết trơn á, còn của người ta thì nó bán nó chê người ta. Mà tao nói mày nghe nè, cái đợt mày gửi tôm lụi cho chị Bích Trâm á, chị Bích Trâm với anh Linh Tý á thương thương tình mày đó, xong rồi mua mật ong á để mà ủng hộ mày đó, cái xong rồi mày gửi cho anh ta tôm lụi á mà bị thúi, gửi cái gì kỳ vậy má, của cho cửa của biếu thì người ta phải lựa đồ ngon người ta cho để mà coi như là người ta phải lấy tiếng của mình. Mày nghĩ sao, mày là thám tử mà mày đi tặng, mày đi biếu cho anh Linh Tý Bích Trâm mà mày mày biếu mà tôm lụi bị thúi nữa, mà trong khi đó là chị Bích Trâm bỏ vô tủ lạnh xong rồi cái mấy ngày sau bà lấy ra bà tính nấu canh nha. Trời ơi nó thôi rình mà nó thúi quá, bà sợ hãi quá, bà dùng bà quăng vô sọt rác rồi xong rồi bả quăng cái đó rồi, bả quăng cái tôm lụi rồi bả còn sợ hãi cái mật ong nữa. Bả nói cái tôm lụi nó đã thúi như vậy rồi, cái mật ong bả thấy sợ quá rồi bả quăng luôn, bả quăng luôn như vậy đó. Trời ơi là trời, mày bán cho nên mày tốt nhất thế giới, nó tốt kiểu gì mà chị Bích Trâm bả sợ hãi bả quăng luôn vậy má. Người ta lấy tôm lụi ra tính nấu canh, mọi người tính nấu canh, cái xong bả ra trời ơi bả nói cái gì mà nó tặng bả, nó biếu cho mình mà nó thúi rình mà nó hôi rình nè, mày không biết mày lấy tôm ở đâu ha, mày lấy tôm mày quên đi phơi hay sao mà thúi như vậy bà nội. Gọi vậy tốt dữ chưa.
ngày hôm nay mày lên mày phót anh Hải chồng chị Hồng Loan á, mày lên mày phót mày nói bán túi da cá sấu giống như kiểu bị hư, rồi mày kêu da cá sấu lai với da bò da gì đó, trời ơi là trời, mày lên mày mày quá trời, mày mày đi soi cái túi đó nó bị cái gì đó, cái xong mày soi, mày lên mày soi. Tao nói mày nghe nè, tao đã từng mua cái dây cá sấu bên 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 buôn rồi, cái ngày mà tao đi khai trương á tao có mua ủng hộ rồi. Cái này không biết là mua bao lâu rồi mọi người, cái từ cái ngày khai trương tới giờ không biết là được bao nhiêu ta, không biết được 1 năm cho ta. Chứ cảnh nhớ là cái ngày mà khai trương bùm 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 shop á mọi người, nó cũng lâu rồi đó, cái ngày khai trương chứ cảnh đi phải không, tới bây giờ chứ cảnh mua mà chưa có sử dụng, mà chưa có bao giờ mở ra luôn á đó. Đó là chứ cảnh mua cái dây đồng hồ da cá sấu á mọi người, để mà gắn vô cái đồng hồ của Chí Cảnh đó. Nhưng mà thường thì Chí Cảnh đeo cái Apple Watch đó, cho nên Chí Cảnh ít có xài đồng hồ lắm, cho nên vẫn chưa có đi thai nè. Thì để lấy ra chứng minh cho mọi người xem là da cá sấu bên anh Hải như thế nào nha. Đây nè, nó vẫn còn cái tem bảo hành nè mọi người, da cá sấu bảo hành 2 năm, da cá sấu bảo hành 2 năm nha. Một chút mình sẽ nói về cái vụ bảo hành nha. Đây nè, vẫn còn cái hóa đơn nè, cái hóa đơn mua hàng là nói chung là còn y nguyên, chứ cảnh chưa mua ủng hộ chứ chưa có lấy ra xài luôn á mọi người. Đây là cái da nha mọi người, cái da đồng hồ nha nè mọi người coi nè, cái da nè chứ cảnh để là gần không biết là bao lâu rồi, lâu dữ lắm rồi, mà da mà để ở trong đây nè mà nó vẫn còn bình thường, nó không có bị móc gì hết trơn á mọi người, thấy không? Mọi người thấy không, ví dụ như da mình để lâu mà da dởm á là nó sẽ móc lên hoặc là nó sẽ thế này, nó biến dạng. Còn cái da nè mọi người, nó vẫn còn đẹp bình thường, nó không có bị một cái gì hết trơn ở đây nè mọi người. Tôi đưa lên cho mọi người coi nè nha, đó mọi người coi cái da của người ta nè, thấy không nè. Tôi mua cái da nè để tôi gắn vô đồng hồ mà tôi chưa có đi gắn tại vì Chí Cảnh cũng ít có xài đồng hồ bình thường lắm, Chí Cảnh hay sử dụng cái Apple Watch đó cho tiện á, tại vì nó có nghe điện thoại rồi luôn á mọi người. Nè thấy chưa, mày thấy da cá sấu của người ta chưa, đây nè, mày nhìn cho kỹ nha. Tao để cả năm trời á mà tao chưa có lấy xài nữa. Ví dụ như mọi người phải đeo da, mọi người phải đeo thường xuyên thì nó mới không có bị ấy. Còn cái da này là da xịn nè mọi người, da này là da xịn cho nên để biết là bao lâu mà nó có bị cái gì đâu nè. Nó rất là đẹp đẽ, trời ơi bình thường nè mọi người, mà nó lên nó nói hả là người ta bán da da dởm đâu rồi nó lên. Rồi tiếp tục nói nghe nè, cái con mẹ nào mà mua cái túi đó đó, mà nếu thật sự mua của bên 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 shop nha, con mẹ nào mà mua cái túi đó mà lỡ mà có bị vậy đó, sao không liên hệ với shop người ta bảo hành cho, da cá sấu người ta bảo hành mà, có một cái vấn đề gì đó bị hư bị lỗi bị gì đó sao không không liên hệ bên buôn buôn, người ta hỗ trợ người ta làm cho mình, người ta có trách nhiệm, sao tự dưng đi liên hệ với cái thằng thám tử vậy? Vậy có phải là mình tới mình mua để giống như kiểu mình mua để mình làm cái phó không vậy? Mình mua về rồi biết mình trong quá trình mình xài mình sao, nhiều khi mình cố tình mình làm như vậy cái mình gửi cho thằng thám tử để nó lên nó phót hay gì, trong khi đó đó ví dụ như người ta đến mua thì lỡ mà nó có bị gì thì người ta liên hệ bên bên buôn, liên hệ anh Hải người ta hỗ trợ cho, người ta bảo hành cho da cá sấu, người ta bảo hành 2 năm mà. Rồi mẹ mua gần về rồi cái quai của mẹ bị gì đó, cái sao mẹ không ấy mà mẹ chuyển cho thằng thám tử vậy, vậy có phải là mẹ tới mẹ cố tình mẹ mua để mà mẹ chuyển cho cái thằng đó không? Rồi nó kêu là người ta bỏ hàng tỷ ra mà mua da như vậy rồi, thôi đi mẹ ơi, tao nói mày nghe nè, bữa giờ đó anh Hải đâu có đụng gì tới mày đâu, anh Hải chưa có bao giờ mà lên tiếng gọi tên mày nữa, mà sao tối ngày mày cứ mò 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 vô mày soi anh Hải vậy, mà soi ở đâu không soi, soi đâu dưới ấy không vậy, ngã ba không mà ngã ba, trời ơi tao nói mày nghe nè, ngã ba mày đã soi mình, phụ nữ mày cũng soi ngã ba mà đàn ông mày cũng soi ngã ba nữa, sao mày lạ lùng vậy, sao mày mày kỳ cục gì dễ sợ luôn vậy hả thám tử lùng? Phụ nữ thì cũng đi xôi ngã ba, đàn ông cũng đi xôi ngã ba, rồi cuối cùng ta không biết mày là cái gì luôn đó, sao ai mà cũng xôi hết trơn vậy, mà xôi ở đâu, xôi trên mặt trên mày ta coi thế nào mà xôi ở đâu ở ngã ba không vậy hả lùng? Nó bán thì nó kêu là đồ của người ta đồ bỏ không, đồ hư không à, còn đồ của nó là đồ tốt tốt nhất thế giới, mật ong mà ngọt nhất thế giới, mày bỏ cái gì vô mà ngọt nhất thế giới? Mọi người đoán đi, mọi người đoán thử coi mật ong nó bỏ cái gì mà ngọt nhất thế giới, mật ong gì mà có 400 ngàn, mật ong gì mà có 400 ngàn vậy mọi người, mật ong gì mà lạ lùng vậy, mật ong gì mà 400 ngàn, 400 ngàn, nếu như mật ong gừng là không bao giờ mà có giá 400 ngàn hết trơn á, mật ong gừng là không bao giờ có giá 400 ngàn, còn mật ong pha đường mà bán 400 ngàn là bị mắc.
Mật ong gừng mà bán 400 ba mật ong gừng á thì không bao giờ có giá 400 ngàn, còn mật ong pha đường bán 400 là mắc. Tại vì có nhiều người gửi cái báo giá cho Chí Cảnh nó là mật ong nó chỉ có giá sỉ nha 75 ngàn, giá sỉ 75 ngàn mà nó bán 400, vậy có phải là mày lời không? Còn nếu như mật ong mày là mật ong rừng á thì không có bao giờ mà có giá 400 chứ mọi người. Còn mật ong mà nó kêu là mật ong của nó, mà nếu như mà mật ong mà pha đường, mật ong kiểu mà công nghiệp á mà nó bán 400 là mắc đó. Tại vì người ta gửi báo giá qua cho Chí Cảnh đó, người ta gửi báo giá qua cho Chí Cảnh, người ta kêu Chí Cảnh bán nè 75.000 lít, 75.000, 75.000 mà tôi đâu có chịu bán mấy má. Tại vì tôi Chí Cảnh là hàng là gái cao cấp, là Chí Cảnh là người cao cấp cho nên là bán hàng cũng cao cấp. Chứ cả không có bao giờ mà bán những cái mà rẻ tiền như vậy trơn á, bán vậy mất uy tín lắm. Ví dụ như tôi nè, tôi bán lăn khử mùi của Mỹ, lăn khử mùi của Mỹ thơm kinh khủng, thơm nhức nách nha. Cái lăn này là sáp, dạng sáp, nó sẽ giữ mùi trong vòng 48 tiếng và đặc biệt là nó sẽ giúp cho mình khô thoáng nha mọi người, không có ra mồ hôi nhiều. Thứ hai nữa là nó rất là thơm, nó thơm kinh thiên động địa lắm nha, nó thơm dữ lắm luôn nha mọi người, nó thơm giống như mùi nước hoa như vậy đó, và nó không có bị ố áo vàng áo, rất là phù hợp cho học sinh sinh viên rồi người đi làm văn phòng hay là cô chú anh chị mà đi đám đi tiệc đi cà phê đi đi đây đi đó đi du lịch rồi đó, là mọi người lăn vô là nó thơm kinh khủng, mình rất là tự tin, mình không có bao giờ mà bị ngại hết trơn mọi người, nó thơm dữ lắm nha. Cái này là 350 giảm còn 250 lăn khử mùi của Mỹ nha mọi người nha. Ngoài ra thì Chí Cảnh có bán cái kem đánh răng, kem đánh răng của Mỹ nha mọi người. Đâu rồi kem đánh răng của Mỹ, kem đánh răng của Mỹ đâu mất tiêu rồi, đây kem đánh răng của Mỹ đây. Chí Cảnh có bán kem đánh răng của Mỹ nha, kem đánh răng siêu trắng của Mỹ, kem red siêu trắng, sử dụng rất là trắng, răng cực kỳ trắng luôn và rất là thơm, và nó cũng ngăn ngừa mảng bám và ngăn ngừa sâu răng cực kỳ tốt. Đối với những người nào mà hay bị viêm nú đâu đó mọi người, viêm nú sưng nú rồi đó, sử dụng cái này một thời gian là răng của mình nó rất là khỏe luôn á, rất là ok la nha em. Cái này là 270 giảm xuống còn 250. Nếu như mọi người mua một cái combo á, lăn và lăn khử mùi và kem đánh răng á, thì Chí Cảnh sẽ để là 500 ngàn miễn ship nha, mua hai món sẽ được miễn ship nha mọi người, nó rất là ok la nha mọi người nha. Đó, trời ơi là trời, mày bán á, mày bán thì mày bán, mày kêu hàng của mày là hàng chất lượng cao, hàng cao nhất thế giới, tốt nhất thế giới, còn ai cũng chê, mày chê hầm lon là bán bị hàng mỹ phẩm thì mày cũng chê, mày kêu là bà hàng hết hạn hết đát, hàng tồn kho cái gì mày cũng chê hết trơn á. Rồi anh Hải thì người ta bán túi á, thì nó cũng không có liên quan gì tới mày hết trơn á, mày cũng lên mày soi cái túi của người ta, mày lên mày mò. Trời ơi là trời, không ngờ là mình lên mình sâu như vậy đó. Mọi người có thấy cái túi của Chí Cảnh đẹp không mọi người? Cái đây là của thương hiệu DKNY nha, nó rất là ok la nè mọi người. Đó, cái túi này thì thường Chí Cảnh sẽ đi những cái tiệc sang trọng rồi đó mọi người, thì Chí Cảnh sẽ xách cái túi này. Túi này thì một là mình có thể gắn cái quai, hai thì mình có thể bỏ cái quai ra, bỏ cái quai ra thì nó cũng rất là ok la, nói chung là rất là đẹp, rất là ok nè, thấy không mọi người? Rồi tiếp tục á, là đối với cái má nào mà mua cái túi á, nếu như thật sự có mua cái túi mà cái quai nó bị như vậy á, thì liên hệ lên bên 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 shop đi, người ta hỗ trợ cho, người ta có thể là đổi trả hoặc là người ta sẽ đi bảo hành, người ta xử lý cho. Còn tự dưng cái hả, gửi cho thám tử lùng như vậy, cái xong rồi lên phố người ta nói người ta bán đồ kém chất lượng, rồi những cái khoen những cái móc nữa rất là dởm đâu này nọ đâu, trời ơi là trời, đã bỏ tiền ra, nói là bỏ tiền ra cả tỷ mua vậy thì hả, sao không liên hệ với người ta, bỏ tiền cả tỷ mua thì chắc chắn phải là khách hàng VIP rồi, còn hai nữa là phải có một cái sự thân thiết rất là dữ dội mới có thể bỏ một cái số tiền đó. Mà nếu như mà trong trường hợp mình bị lỗi như vậy thì mình liên hệ bên shop thì chắc chắn người ta sẽ hỗ trợ liền chứ, làm sao người ta bỏ mặt mình được, trừ khi mà người ta chối bỏ trách nhiệm, người ta không có trách nhiệm, người ta nói thế này thế kia thì mình hả nói với thằng thám tử, tự dưng cái bây giờ mua đồ xong cho đã, cái hả mấy cái má mà hay vậy đó, mấy cái má mày vậy đó, tự dưng cái hả làm này làm kia trước đó, làm này làm kia, cái cuối cùng cái cứ liên hệ với thám tử để mà đưa cho nó, để nó post lên, không nhỏ mấy người cũng hai mặt dễ sợ luôn chưa. Tiếp tục ngày hôm qua hôm kia gì nó có post lên một cái người mà mua yến gì bên chỗ Hồng Loan á, mua yến kêu là cả năm trời không gửi cho anh ta, cái chị bên nước ngoài đó,
nó kêu là mua yến cả năm trời không có gửi cho anh ta, nó đòi tới nhà, nó đòi dẫn khách đó đó là tới nhà Hồng Loan rồi đòi kiện đòi thưa đòi Hồng Loan đòi luôn. Nói nghe là thám tử lùng, mày không có cái tư cách gì mà mày để mày kiện thưa trong cái câu chuyện này hết trơn á, mày cũng không có tư cách gì để mày tới nhà số 5 mà tao tao nói mày nghe là mày có dám đi hay không, mày có dám ra khỏi nhà mày hôn nữa mà mày lên mạng mày lanh quá vậy, mày đòi mày tới nhà số 5, mày dẫn tới nhà số 5 đồ này nọ đồ, trời ơi mày có dám đi ra khỏi nhà không, mày có dám đi ra khỏi nhà không, bữa nào mày lên nhà số 5 á mày báo trước cho tao một tiếng, bữa nào đó mày á mà có đi lên nhà số 5 á mày nói tao một tiếng, tao với má tao qua đón mày liền nha, bữa nào mà mày có lên đến nhà số 5 á mày nói tao một tiếng, tao với má tao hứa sẽ qua đón mày rất là nhiệt tình ở tại nhà số 5, mày có dám đi ra không. Còn nói tới cái má mà mua yến mua ơ rồi nè, thứ nhất á, đối với những khách hàng bên nước ngoài sau khi mà chuyển khoản xong là Hồng Loan lúc nào cũng chuyển cho nhân viên phải gửi ngay lập tức. Tất cả những khách hàng bên nước ngoài mua hàng xong sau khi xác nhận chuyển khoản thành công là Hồng Loan lúc nào cũng dặn nhân viên phải ưu tiên gửi đi ngay lập tức, chứ không có bao giờ mà bị sót đơn hết trơn. Còn trong trường hợp mà nhận không được, tới giờ không nhận là có thể trong cái quá trình vận chuyển nó đã bị thất lạc như thế nào rồi, hoặc là qua bển người ta gọi không bắt máy hay thế này thế kia rồi, nên phải coi lại cái đó. Còn sau khi mà nhận thông tin xong là Hồng Loan lúc nào cũng giao cho nhân viên người ta chuyển ngay lập tức, chứ không có tình trạng đó. Còn trong trường hợp mà đã gửi qua bên nước ngoài mà có thể không được gì đó thì mình phải liên hệ, ví dụ như trong vòng 1 tuần 2 tuần gì đó mình không có nhận được cái đó, mình phải liên hệ với Hồng Loan để người ta liên hệ bên vận chuyển coi thử cái hàng đó tới đâu, tự dưng im lặng im ru cái bây giờ cái đưa cho thằng thám tử lùng để phó Hồng Loan. Cái má đó công nhận má cũng rảnh háng thiệt, má ở bên nước ngoài mà không biết má ở nước nào, chắc má ở bên 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 ở đâu vậy hả, má ở nước nào mà sao mà hành xử kỳ vậy, bây giờ tôi cũng không có biết cái nước má ở là cái nước nào luôn đó. Đã đi qua bên nước ngoài thì phải văn minh lên, phải lịch sự lên, tự dưng cái hả nhận không được, nhận không được thì trong vòng 1 tuần 2 tuần hay là 1 tháng gì đó anh ta liên hệ bên Hồng Loan, ta nhắn cho Hồng Loan, nhắn cho shop liền hỏi là em ơi sao mà tới bây giờ vẫn chưa nhận được hàng, để người ta kiểm tra cái quá trình vận chuyển coi thử sao rồi, nhiều khi đơn vị vận chuyển nữa mọi người, vận chuyển quốc tế chứ không phải là vận chuyển trong nước nữa, cho nên là nhiều khi nó có kẹt ở đây ở kia rồi đúng không, thì người ta phải liên hệ bên Hồng Loan, người ta phải liên hệ bên đó, người ta hỏi sao cái đó chưa có phát được, tự dưng im lặng im ru vậy, cái sau mà tới ngày cái cả năm chờ cái bắt đầu liên hệ với thám tử lùng á, nói Hồng Loan là không gửi cho anh ta, tới giờ cả năm chờ rồi đòi kiện đòi thưa, trời ơi cái gì mà kiện thưa má, mày rảnh quá vậy, hôm bữa mày thấy người ta kiện mày cái giờ mày trời đi kiện lại Hồng Loan hả má, hả lùng, cái nốt gì kỳ vậy, này mày không có like có view rồi tối ngày mày lên mày cứ moi móc mày moi 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 mày tao thấy mày tao nghiệp mày luôn vậy đó, không có like có view rồi tối ngày cứ lên đu bám vào nhà số 5, đu bám vào chị Ni, đu bám vào Hồng Loan, trời ơi là trời, mày làm gì mà quá trời quá đất mày vậy, mày sao mà mày kiếm cái chủ đề, mày kiếm cái drama nào mày lên mày làm để lấy lại phong độ coi, mày kiếm cái gì mày lấy lại phong độ cái nè, chứ sao mà để mà cái tiếng nói của mày bây giờ nó thiệt chứ nó chán ơi là chán luôn, tại vì á là mày lên mày soi mày môi mà không có cái nào mà ra cái nào hết trơn, ai mà cũng soi ai mà cũng mối hết trơn á, chị Ni mày cũng soi, Hồng Loan mày cũng soi, anh Quy Sang mày cũng soi, Linh Tý mày cũng soi, Bích Trâm mày cũng soi, rồi Bùm Bum mày cũng soi, Mỹ Mỹ mày cũng soi, anh Hải mày cũng soi, ai cũng soi, cho tao cũng soi, Võ Dực Bân cũng soi, mày soi cái gì mà ai mày cũng moi cũng móc hết trơn vậy. Mày thử mày thử mày soi chị đẹp Phương Anh kìa, mày thử mày soi chị đẹp Phương Anh kìa, bữa giờ bả gọi tên mày quá trời đó, mày có dám mày mày soi mày coi thứ bả ở đâu được không. Mày lên thử mày thử một lần mày trả lời chị đẹp đấy coi, chị đẹp Phương Anh của tao coi, chị đẹp có Phương Anh của tao hả, ngày nào ổng lên dạ dỗ mày hết trơn á, sao mày không dám soi vậy má. Mày hết trời ơi là trời, cái nốt gì mà kỳ cục vậy, còn cái con mụ mà mua yến mua ơ đó, ví dụ như không có nhận được thì người ta liên hệ với Hồng Loan, mà trong trường hợp mà liên hệ với Hồng Loan không được á, gọi điện không được mà kiểu bận gọn quá người ta không có chép tin nhắn, nó nhắn qua cho chứ cảnh. Nói chung là tất cả những khách hàng nào nha, từ đây về sau á, ai mà nhắn không được cho Hồng Loan có liên hệ chứ cảnh đi, chứ cảnh liên hệ giùm cho nó nhanh lắm. Những người nào mà muốn mua hàng mua ơ rồi đó, mua mỹ phẩm rồi mua đồ ăn đồ mua này mua kia đó, không có liên lạc được với bên Hồng Loan đó nha, thì cứ nhắn cho chị Cảnh đi,
Tại vì tôi là tôi rảnh lắm, cái trang mà Chí Cảnh TV Tích Xanh nó rảnh lắm, còn không thì cứ liên hệ Zalo với Chí Cảnh, có Chí Cảnh có ghim cái số điện thoại lên đó, rồi cứ liên hệ Zalo đi, ai cần gì mua gì đó mà liên hệ bên Hồng Loan mà thấy chậm quá không trả lời liên hệ với tôi, rồi tôi ấy giùm cho tôi làm, rồi tôi giải quyết, giống như tôi kiểu mà nhân viên, tôi giống như trợ lý của Hồng Loan đó. Ai mà muốn mà mình truyền đạt thông tin gì hay là muốn hả mua hàng mà không không liên lạc được hay là chưa nhận hàng nhận ơ rồi đó, liên hệ bên Hồng Loan mà chậm không trả lời liên hệ với tôi, liên hệ nói tôi một tiếng tôi làm giùm cho. Trời ơi, dạo gần đây khán giả khách hàng cũng gọi cho tôi, chỉ cả gọi cho bên Hồng Loan kiểu mà có những lúc mà tại vì bên Hồng Loan là cái số hotline đó là bận liên tục, tại vì phải gọi cho khách hàng rồi khách gọi liên tục, cho nên nhiều khi mọi người gọi vô thì nó sẽ báo bận thì mọi người không có gọi được, thì cũng có rất là nhiều người liên hệ với Chí Cảnh thì Chí Cảnh cũng kết nối liền, Chí Cảnh nhắn liền kêu là kiểm tra liền đồ này nọ rồi liền, cho nên mà ai mà mua hàng hay là có một cái vấn đề gì mà cần gấp á, nhà mà không 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 liên hệ được thì báo cho Chí Cảnh, Chí Cảnh nhắn giùm cho, Chí Cảnh nhắn giùm cho nha mọi người nha. Ai mà mua hàng mua ơ hay là mua mỹ phẩm mua yến mua 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 túi xách rồi mua đồ ăn đồ này nọ đó mà không có liên lạc được đó, trong trường hợp mà khẩn cấp đó cần gấp đó, thì liên hệ Chí Cảnh, Chí Cảnh liên hệ giùm cho nha. Cho nên là cái con mụ mà mua yến mua ơ gì đó cả năm trời đó rồi sao mà không lên tiếng, rồi bây giờ tự dưng rồi đưa thông tin cho thám tử lùng để nó lên nó nói này nói nọ vậy má, đòi kiện đòi thưa nữa. Trời ơi là trời, mày mày nghĩ sao mày đủ tư cách để mày kiện hả? Mày đủ tư cách để mày kiện mà còn đòi dẫn tới nhà số 5 nữa, trời ơi mày dám ra đường không, mày dám ra đường không, mày là chỉ có trốn trong nhà thôi, chỉ có trốn trong nhà live stream thôi chứ có dám đi ra ngoài đường đâu, mà lên mà mày đặt cái xạo xạo lên hả, dẫn tới nhà số 5 được kiện rồi thưa nó, bữa nào mày lên mày nhắn cho tao một tiếng, bữa nào mày lên mày dẫn mày nhắn cho tao một tiếng, tao và má tao sẽ đón mày tại nhà số 5, đón mày chăm sóc mày từ A tới Z luôn, mày khỏi cần làm gì cho nó, mày chỉ cần mày tới đứng chỗ thôi, mày có xe tới rước mày liền, có xe tới rước mày liền, chăm sóc mày tận tình luôn từ A tới Z luôn đó, mày lên mày làm liền cho tao. Tối ngày lên môi móc sôi mối, ngày hôm nay hả chị đi hả tới dự khai trương của một cái người em là một người trợ lý thân thiết lâu năm, thì hôm nay anh Nguyên đã có mở một cái kiểu một cái quán ăn nhỏ thôi mọi người, quán ăn bún đậu mắm tôm, quán nhỏ thôi, nói chung là cũng có mười mấy bàn thôi, rất là nhỏ, nói chung là rất là mới và cũng kiểu cũng chưa có trang trí gì nhiều, cũng còn rất là bình thường, nói chung là đi phải đi làm từ từ đi lên, ví dụ như là thấy làm ăn được thì từ từ mới trang bị thêm rồi mới trang trang trí đồ thêm đồ, còn bây giờ do ban đầu thì nó cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ, rất là nhiều sự mới mẻ, cho nên là cũng chỉ là một cái quán ăn nhỏ xíu nhỏ siêu thôi, mà nó cũng lên nó kêu là trá hình, nó kêu là thành đó là quán ăn trá hình chị Ni, là quán đó là của chị Ni, chị Ni lấy đàn em ra để mà kiểu mà để qua mặt để trá hình, chứ thật sự cái quán đó là quán của chị Ni, nó kêu là chị Ni là ăn cướp hoàn lương, bây giờ là buôn bán mà không mới dám lấy tên, đẩy đàn em ra để mà nhận làm chủ quán, chứ thật ra là chị Ni cái gì cũng chị Ni chứ á, hồi xưa thì Hồng Loan bán hàng cũng chị Ni, hàng bán là bán cho chị Ni, nhập hàng cho chị Ni, tài khoản vào chị Ni, cái gì nó cũng nói được hết trơn á, Hồng Loan buôn bán nghĩ sao vậy, Hồng Loan bán mà nó kêu là tiền vô chị Ni hết trơn vậy, rồi nghĩ sao rồi Hồng Loan sao bán, trời ơi Hồng Loan rồi bị Mỹ rồi bùm bùm rồi anh Hải rồi chồng bùm bùm rồi má tư rồi tùm lum hết trơn, nghĩ sao như mà bán bao nhiêu thì vô túi chị Ni hết, chứ Hồng Loan lấy gì ăn, mà nó tụi nó kêu là hả là chị đi đứng phía sau hết, chị đi không có cho kiểm hàng nhập về là tụi nó phải tự là tự tự ấy hết, trời ơi nó làm gì đó mọi người, rồi bán buôn gì cũng vô chứ túi chị Ni, rồi ngày hôm nay đó hả là cái người em mà quản lý lâu năm của chị Ni bây giờ là giống như kiểu mà bước ra ngoài kinh doanh đó mọi người, bước ra ngoài kinh doanh quán ăn, tại vì cái anh Nguyên thì anh có một cái bí quyết gia truyền về cái món bún đậu mắm tôm, nhất là về mắm tôm á mọi người, là có một cái công thức pha riêng nó rất là ngon, rồi chả đâu này nọ rồi đó mọi người, rồi nói chung là Chí Cảnh có mua thử một phần về Chí Cảnh ăn thì nó cực kỳ ngon, và hầu như tất cả những khách đến ăn ai cũng khen ngon hết, là nó không có ngán mọi người, nó rất là khác biệt, nó rất là đậm đà, chứ nó không có giống như những cái mà bún đậu mắm tôm mà mình đặt trên Grab hay là trên Food nha mọi người, bình thường Chí Cảnh đặt về nó dở lắm mọi người, ăn vô có một chút xíu mà nó rất là ghê luôn á mọi người, nhưng mà rồi hôm nay là Chí Cảnh đó, đây nè có mua về một phần,
đó tôi mua về một phần xong tôi ăn hết trơn rồi mọi người, ăn không còn miếng nào luôn đó, mà có một mình tôi chỉ cảnh đó mọi người, ăn không còn, ăn sạch sẽ luôn, không còn miếng nào. Trời nó ngon lắm mọi người, mà mọi người cũng biết rồi đó, Chí Cảnh rất là kén ăn luôn đó, cô chú anh chị cũng biết rồi đó, Chí Cảnh kén ăn lắm. Mà Chí Cảnh nó hả đi về rồi xong rồi Chí Cảnh nó mới lấy ra đó, đói bụng lấy ra ăn, ăn hết luôn mọi người, nó ngon lắm, nó ngon mà nó ngon kinh khủng lắm. Thì cái thằng thám tử đó đó nó kêu là coi như là cái quán đó là của chị đây, là đưa đưa cái người em ra để mà làm trá hình vậy thôi, chứ thật ra là quán của chị đi. Rồi nó kêu là chị đi là ăn cướp, bây giờ hoàn lương rồi, buôn bán là giống như kiểu mà sinh sống qua ngày như vậy đó. Trời ơi, cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Mà tao nói mày nghe nè, thám tử lùng. Ví dụ như chị đi mà có mở một cái quán thì chị đi nói mở quán chứ có sao đâu. Đúng không mọi người? Bây giờ chị đi có muốn mở quán thì chị đi mở quán thôi, nó đâu có liên quan gì đâu. Bây giờ drama nó cũng đã gần cuối rồi, đúng không? Bây giờ drama cũng gần gần cuối rồi. Cho nên bây giờ mà chị đi có mở quán đi chăng nữa thì cũng đâu có gì đâu mọi người. Bây giờ là mình có tiền, có sức, rồi mình có cái nỗ lực, hay là mình có cái đam mê ăn uống thì chị đi mở quán có sao đâu. Trời ơi, chứ bây giờ không lẽ không cho chị đi làm gì hết, không cho chị đi làm gì hết thì lấy tiền đâu mà ăn, lấy tiền đâu mà sinh sống. Còn bây giờ mà ví dụ như mở một cái quán cái nó kêu là lợi dụng giờ rồi drama, lợi dụng hầm lon để cuối cùng cũng mua bán, cuối cùng cũng làm này làm kia. Trời ơi, chứ không lẽ bây giờ tới rồi không có làm cái gì hết trơn, rồi ngồi đó ở không vậy hả, ở không rồi ăn hả, rồi tiền đâu mà ăn. Thì cũng phải làm cái này làm kia nên chứ, mặc dù đó không phải là quán của chị đi, nhưng mà nếu là quán của chị đi cũng đâu có gì đâu mọi người. Nếu là quán của chị đi cũng đâu có gì đâu, mà nó kêu chị đi là trá hình đẩy đàn em ra để đứng giống như kiểu nói giùm, đứng tên giùm vậy thôi, chứ thật ra chị đi, trời ơi chị đi đâu có cần làm như vậy. Bây giờ chị đi ok, chị đi có cái tâm huyết, hoặc là có nhân viên nè, có em út đồ nhiều nè, rồi hả muốn tạo công ăn việc làm cho em của chị đi, thì chị đi mở một cái quán có sao đâu. Trời không có gì hết trơn đó, đúng không mọi người? Chị đi phải đi làm chứ, chị này cũng phải làm này làm kia mới có tiền, mới có tiền sinh sống đồ này nọ, chứ bây giờ nằm ngửa đó rồi đi theo drama hoài vậy hả trời. Mà nó nói như vậy đó, mặc dù là cái quán này thì thật sự mình nói không phải là quán của chị Ni, đó là cái tâm huyết của anh Nguyên, người em của chị Ni. Người em của chị Ni mở một cái quán ăn, một cái tâm huyết, tại vì anh có một cái bí quyết gia truyền về cái món bún đậu mắm tôm á. Cho nên là ai mà có thích ăn bún đậu mắm tôm á mọi người, thì hãy đến quán nha, ủng hộ quán ở địa chỉ là 520 Vĩnh Khánh, phường 10 quận 4 nha, chứ cảnh đọc lại nha. 520 Vĩnh Khánh, phường 10 quận 4, và mọi người có thể đặt trên Grab cũng được, hoặc là đặt trên Food cũng được nha mọi người nha. Ai mà không có tới đặt rất là ngon, ăn ngon lắm mọi người. Đó cho nên là trời ơi là trời, bây giờ cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Hên là chị đi là không có bán hàng online nè, hên là chị đi không có mở kênh YouTube nè, mà còn bị như vậy nữa. Đó là giúp đỡ không đó mà còn bị như vậy nữa, mà phải chi mà mở YouTube một cái đi rồi tụi nó nhảy dựng lên cho mà coi, đúng không? Trong khi đó bây giờ trang cá nhân của chị Ni thì bị sập, trang Facebook mười mấy năm bị sập, sập hai trang luôn. Còn cái Facebook mới thì mới tạo được chừng nửa tháng, hay chưa được nửa tháng nữa thì chưa có livestream được, phải 2 tháng mới livestream được. Thì cô chú anh chị nhớ theo dõi cái trang mà Nguyễn Thị Minh Thái nha. Đây là cái Facebook chính chủ của chị Ni luôn, thì mai mốt sẽ lên tích xanh luôn á, để đảm bảo an toàn á, giống như trang của Chí Cảnh đó mọi người, thì người ta không có làm sập được nha mọi người nha. Cuối cùng thì cô chú anh chị ơi, ai mà có thương Chí Cảnh thì nhớ mua hàng ủng hộ Chí Cảnh nha. Số Zalo của Chí Cảnh là 0938386787. Những cô chú anh chị nào mà trên YouTube á, mà muốn mua đó thì có cái số điện thoại đó liên hệ với Chí Cảnh. Còn là comment chị mua 1212 mà không chịu nhắn cho Chí Cảnh ở trên Facebook, ở trên YouTube thì Chí Cảnh đâu có trả lời được, đâu có comment cái số điện thoại được. Cho nên Chí Cảnh có số điện thoại, những cô chú anh chị nào trên YouTube thì mình theo cái số đó mình nhắn cho Chí Cảnh nha.